Thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng chào quý vị và cùng thực hiện chung một chương trình ngày hôm nay như thường lệ vào tin buổi trưa là dự Nguyễn Xuân Nam một cái giai đoạn trọng từ tôi Sài Gòn, Nam California. Xin trân trọng chào anh Trọng, và gửi lời chào quý, vị chào quý vị. Vâng, xin được khách gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi qua truyền hình Việt Nam và đặc biệt hôm nay cũng gửi lời chào anh Xuân Nam qua một cái ngày đầu tuần. Hy vọng chúng ta có một cái tuần lễ Mặc dù khí hậu thời tiết ở tại miền Trung như tiểu bang Colorado từ đến Denver cho đến Missouri thì có thể nó có những cái khí hậu thời tiết không được mấy tốt. Nhưng tại miền Nam, như miền Bắc California thì chúng ta tương đối đã ổn định và sửa soạn để bước vào mùa xuân thân. Yeah. Hôm nay trong chương trình gặp gỡ anh em tôi chắc là sau hai ngày quý vị có điều kiện nghỉ ngơi thì một vài cái biến cố trên thế giới đã diễn ra vào trong lúc này đang công ở Moscow thưa anh. Lẽ nhiên có thể là kiện toàn. Nhưng gần đây, trước cái cuộc chiến kéo dài dai dẳng gần tới 3 năm đối với Ukraine, thì vấn đề an ninh ở tại Nga cũng là một trong những vấn đề được nêu lên hàng đầu. Thì việc trước tiên chúng tôi muốn nói đến ngày Chủ nhật là hôm qua thì ngày Chủ nhật, toàn quốc gia Nga đang tổ chức một cái cuộc cuộc, cuộc tạo một lễ tang sau một vụ tấn công vào một cái địa điểm tổ chức một buổi hòa nhạc ở tại Moscow ít nhất là có tới 137 người thiệt mạng, trong đó có ba trẻ em. Mà ISIS là một cái cơ quan khủng bố đã nhận trách nhiệm về vụ thảm sát này. Trong đó là chúng ta đã chứng kiến những cái tấn công có vũ trang xông vào tòa thị trấn crocus khi đám đông tụ tập để xem ban nhạc mà ngoài quốc đang trình bày đang đăng điều biểu diễn ở đó. Theo tất cả các nhà chức trách, thì gần chục người đã bị giam giữ liên quan đến cái vụ tấn công này và trong đó có bốn tay súng bị tình nghi đã bị buộc tội thực hiện hành vi khủng bố và theo cái bộ luật hình sự của nga thì tội này có thể bị phạt tù lên đến trung thân đặc biệt nhất là ông tổng thống vừa mới đắc cử nga ông Vladimir Putin đã cho biết dù không có bằng chứng nào để cho rằng các nghi phạm đã lên kế hoạch đã trốn sang Ukraine và bây giờ thì Ukraine đã phủ nhận cái bất kỳ cái mối liên hệ nào thì chắc anh biết nhưng thời trước đây thì có những cái vụ có thể nói là tấn công bởi uh, Chechnya cũng đã gây một cái tiến tâm rất lớn cho người dân Nga. Nhưng ngày hôm qua thì đây có thể đây là một sự kiện làm nối loạn, có rối loạn tất cả những cái vấn đề gọi là an ninh ở uh, Nga. cái uh, yeah. đến thì uh, sáng nay thì chúng tôi vừa mới nhận được một cái tin mà có thể nói cũng rất là, là hấp dẫn ở tại Hoa Kỳ. Việc trước tiên là trong những cái giờ phút này thì ông cựu Tổng thống Donald Trump đang phải đối diện với một trong cái vấn đề mà cái thời hạn nó không còn dài nữa để ông có thể có những cái tiền đóng thế chân với cái số tiền đòi hỏi là 464 triệu và qua tất cả những cuộc vận động những ngày vừa qua thì thấy ông cựu tổng thống Donald Trump và cái nhóm ủng hộ của ông khó có thể kiếm được một cái số tiền 464 triệu để có thể nạp cho tòa án để hầu có thể xin phản áp, kháng cáo lại cái vụ án đã được xét xử bởi tòa ở tại New York nhưng sáng nay vào lúc 11 giờ thì chúng tôi lại nhận được một cái tin là tiểu bang công tố viên của New York đồng ý bằng ông tòa bằng đi bằng lòng để cho số tiền còn xuống 175 đô la à, 175 triệu đô la à, và trong vòng 10 ngày thì ông Donald Trump phải làm việc hoàn tất cái công việc này và nếu như không có những cái việc này thì tất cả các tài sản như tòa nhà này à, ô tô máy bay trực thăng cũng như là máy bay của ông sẽ bắt đầu bị hoàn lại ít nhất là đến giữa tháng sau và đó thì tất cả những cái sự À, đặc biệt như là cái phiên tòa hình sự đầu tiên của ông Trump sẽ bắt đầu vào ngày hôm nay. Đáng lý không có chuyện đó thì vào ngày hôm nay này. À, nhưng đã bị hoãn lại ít nhất là đến giữa tháng sau. À, Tuy nhiên là khoảng độ 15 tháng 4 ngày. Phiên tòa này là gì? Phiên tòa này là liên quan đến những cái nỗ lực bị cáo buộc buộc Trump nhằm làm giả các tài liệu kinh doanh liên quan đến khoản thanh toán bằng tiền bịt miệng và đặc biệt là che đậy một cái sự gọi là liên hệ tình dục với Daniel Stormy. À, đây là một cái vấn đề đấy. À, chúng ta cũng không quên đề cập đến cái chuyện những gì đang uh, đã và đã xảy ra ở tại giải Gawin, Gaza theo lời như do Thái đã đồng ý đề xuất của Mỹ về việc trao đổi tù nhân con tin và đang chờ phản ứng hồi từ Hamas. Theo tất cả nhà phân tích của CNN thì thỏa thuận này sẽ thả khoảng 700 tù nhân của Palestine. Trong đó có 100 người đang thủ án chung thân vì giết công dân Israel để đối lấy việc để đối lấy việc là thả 40 con tin Israel do Hamas hiện nay đang giữ tại Gaza và ông ravit cũng nói là cuộc trao đổi sẽ được đề xuất chắc chắn bao gồm có một con số và có tin là người mỹ các con tin người mỹ có thể là bao gồm những con tin người mỹ ở trong số những người mà có thể nói rằng là được trao đổi trong những ngày tới đây bên cạnh đó thì chúng ta là những người mà có thể sử dụng nhiều cái phương tiện hàng không thì gần đây chúng quý vị đã thấy cái vấn đề an toàn máy bay đã được lên câu hỏi hàng đầu với tất cả những sự kiện liên quan đến những chiếc 737 do Boeing thực hiện trong uh, trong các các chuyến bay của hãng United Airlines uh, thì sau một sự loạt các cố sự cố trong tháng thái vừa qua thì có thể cái hãng hàng không này đang gặp nhiều cái khó khăn và Boeing cũng đang đặt cái vấn đề với tất cả những chuyến máy bay, bay của uh, 737 như thế nào đó là một vài chuyện mà ở nước Mỹ chúng tôi muốn đề cập đến uh, có thể nói rằng đây là một trong những cái đề tài cũng hấp dẫn và nhiều người cũng cần muốn biết đến à, qua những cái sự kiện mà người ta nói rằng là tình hình càng ngày càng có thể có những cái dấu hiệu là một cái cuộc chiến tranh có thể bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra ở giữa phát ra khỏi cái biên giới giữa nga và ukraine hôm qua thì có một cái đường một cái hỏa tiễn nó đã bay qua trong vòng 30 mươi second trên lãnh thổ của ba lan và ba lan cũng đã lên tiếng về cái vấn đề này à, bên cạnh đó thì uh, chúng ta cũng thấy rằng là À, cái vấn đề viện trợ cho Ukraine cũng đang gặp một vài rắc rối mặc dù chúng ta cũng thấy họ đã tháo khoán được một số... cho Ukraine nhưng mà tất cả những ngày vừa qua, 50% mươi phần trăm thế cũng là một trong những vấn đề mà chúng ta cũng cần quan tâm đến cái cuộc chiến à, có thể nói rằng hiện nay đang gặp những khó khăn giữa uh, Ukraine và bên phía của những cái quốc gia viện trợ cho Ukraine. Bây giờ thì chúng ta anh có cái ý kiến gì qua những cái tin tức đó không à, thưa anh Xuân Nam? Thứ nhất là cái chuyện của ông Trump một cái bất bất ngờ là yeah. tòa căn án đã kéo xuống số phạt từ 400 mấy, mấy chục triệu gần 500 triệu 4, 436 triệu dạ. Yeah. Bây giờ xuống còn 175 đó một cái thắng lợi yeah. lớn của ông Trump về yeah. mặt tài Thứ hai nữa là gì? Đóng năm 10 ngày như ông Trump, một người bạn chúng tôi là anh Lương tiến sĩ Lương từ Florida cho tôi biết sáng sớm nay lúc tôi chưa ngủ dậy làm ông Trump về được thắng kép về mặt tài chính cái cổ phiếu của ông ta cũng được cũng được lên giá lên từ ba đồng cổ phiếu như vậy ông ông thắng cũng khá đậm thì lấy cái tiền lời ra bỏ qua tiền tòa này thì ok rồi ừ. yeah. thì có người nhiều người hỏi tôi, tôi nói là anh nam nói gì mình trọng là hôm nay đưa tin về vụ ông Tích minh tấn không à, hỏi tôi anh nam có biết Tích minh tấn với... với mai tiến dũng đang có những trục trặc I see. Ô, Tích Minh Tấn thì lên trên một số đài. Ừ. Mm nó đề cập đến Mai Tiến Dũng, ừ. họ nói với tôi được Mai Tiến Dũng sáng nay cũng lên đài, cũng giải thích vấn đề này và cũng khẳng định. thì anh có nghe tin tin gì vụ vụ này có theo dõi không? Ồ, cái chuyện này thì chắc là do chuyện thường ngày xảy ra ở huyện. À, chúng tôi không có lấy gì làm quan trọng về những cái vấn đề của ông Thích Minh Tấn với là bên à, cái dụ bắt đầu khởi đi từ dụ Sư Cô Liên mua, có ý định mua ngôi chùa Bách Nhã. À, việc trước tiên tôi xin đính chính là cái sự kiện nó xảy ra trong một cái show à, có ba người tất cả. Đó là trong cái show của cái chương trình Youtube của anh uh, Mai Tinh Dũng với anh uh, Sư Cô Liên và anh uh, Minh Giang. À, thì ừ. trong cái hình thức và trao đổi thì ông uh, gọi là du tăng minh tấn thì cho biết rằng là ông không ngờ là có những cái sự có thể nói là đáp lễ của mai Tín dũng đối với ông như vậy nhưng đó là chuyện riêng tư của hai người thì chúng tôi cũng không lấy gì quan tâm nhiều uh, kế đến thì ông mai Tín dũng trong cái show vào hôm thứ sáu có gặp gỡ ông Châu đỗ vinh và ông uh, tony bùi uh, thì tôi cũng không theo dõi những cái show đó tại nó chẳng có cái gì mới lạ để cho chúng tôi theo dõi những cái chuyện À, tuy nhiên thì ông Mai Tiến Dũng cũng có nói rằng là ông muốn đinh chính tất cả những cái điều đó ông chỉ nói lên sự thật thôi và ông muốn hỏi đặt câu hỏi với ông Minh Tấn chứ không phải là một cái vấn đề nói xấu gì ai theo tôi nghĩ thì cái này nó cũng chẳng có vấn đề gì quan trọng về vấn đề riêng tư giữa hai người nghĩa là cái tình bạn như thế nào rồi lúc nào không có được đáp ứng đúng với cái tình bạn thì cái chuyện đó chúng tôi không phải là coi những cái sinh hoạt trong cộng đồng mà là sinh hoạt của những cá nhân nhưng chúng tôi chỉ muốn nói đến cái vấn đề hiện tại cái tình hình gọi là vấn đề đả kích lẫn nhau giữa những vị chân tu tôi nói lại một lần nữa những vị chân tu à, thì cái đây là một cái câu hỏi để liệu chúng ta có cần nên theo dõi những cái vấn đề này hay không ừ. à, thì chắc là quý vị cũng biết rằng sư cô Bích Liên là một trong những người đệ tử của hòa thượng Thích Giác Nghiên nhưng theo lời của ông Thích mình, uh, của thì ở, gọi là du tăng thích minh tấn thì cho rằng là ông thích giác nhiên à, là khi nhận cô sư vào trong những ngày cuối cùng thì ông xài cái chữ là gọi là út thì tại ông cũng là một trong những thành viên của gia đình giác giờ của thì, thì, hòa thượng giác nhiên à, chúng tôi cũng không muốn đi xa về vấn đề nội bộ vì nó không có một cái gì để gọi là một cái 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 để tìm hiểu trong cái cộng đồng đấy đó là vì giữa hai cá nhân sử dụng những cái lời nói với nhau mà thôi thì lại nhiên quý vị cũng hơi ngạc nhiên khi những vị tu hành có những cái lời nói như vậy Nhưng đó là chuyện của họ Thành ra cũng không có cái gì mà gọi là ảnh hưởng đến cộng đồng của những cái người mà liên hệ với nhau Họ có thể một cái thời gian rồi là làm việc thì họ gần gũi với nhau Họ có thể là xưng thầy, sư phụ ấy cái nào Rồi đến bây giờ cơm không lành, canh không ngọt thì có thể họ không thích nữa Cuộc sống nó có những cái sự đổi thay, thay đổi bình thường. và không có cái chuyện gì mà gọi là quan trọng ảnh hưởng đến cái cộng đồng này. Thì ngày hôm qua tôi thấy ông Du Tăng Minh đánh thì chắc quý vị cũng biết. Ông cũng có những cái giờ, lời ngôn từ nó có vẻ nặng nề. Nhưng đó là cái con người của ông. Ông cũng muốn nói đến vấn đề những bà như uh, thiền sư Thanh Hải. Rồi gì, chuyện gì thì ông cũng nói ra. Cái chuyện đó là đi vào dị vãng khép lại một bên rồi. Thì ông cũng nói ra. Thì nhưng đó là cái quyền của ông. Tự do ngôn luận mà à, ừ. thì nhưng mà con cái mình có thể không bằng như tôi tôi cũng không bằng lòng mấy khi ông xài những cái chữ vô ô tôi là du đảng tôi là gái gung kia đó tôi tôi nghĩ cái chuyện đó nó cho vào dị vãng đi chứ để nên không nên nói lại trước đám đông về những ừ. điều gì nhưng mà chúng ta cũng phải tôn trọng cái quyền tự do của ông ấy. thế thôi ừ. ở đây luật Còn, pháp nó rõ ràng yeah. cái, cái, vụ mà cái cánh thành cái cục lá cờ sao như nam Cả đi anh? Okay, cái chuyện khánh thành cột cờ là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng <laughs> mà có thể nói rằng là chút xíu nữa thì chúng ta dành thời giờ à, để đi từng bước, từng bước một à, để rồi chúng ta cũng nên nói đến à, chúng tôi nói với những cái gì mà chúng tôi thấy xảy ra à, để quý vị có một cái nhận định rõ ràng vì tôi thấy cũng rất nhiều người ở trên San Jose ngày hôm qua cũng xuống thì cũng người những chắc là cũng vì lính quân nhân cũng có thể là lớn đứng tuổi rồi à, chúng ta muốn để cái cột cờ bay thì gió nó đưa cái hình ảnh của lá cờ vàng ba sọc đỏ đến với cái cộng đồng người Việt như thế nào trong tương lai chứ hiện tại thì chắc là ai cũng biết chúng ta là những người như thế nào về lá cờ vàng cứ quan trọng nhất là cái tầm hướng nhìn về những con cháu chúng ta những người mà có thể nói mang một cái dòng máu cùng với chúng ta tại sao bỏ nước ra đi cái đó thì cái cái hình như hoàn toàn không có đề cập đến trong những cái chuyện mà những gì đã đang và sẽ xảy đến ở tại Cali này nhưng mà trước khi mà chúng ta đề cập đến chuyện đó nếu mà anh có một con có ý gì có cái gì để còn quý khán giả muốn chia sẻ với vấn đề ông Yu tăng thích bình tĩnh hay không thưa quý vị không anh yeah. dạ yeah. nếu có thì tôi tôi nói lại một lần nữa đó là chuyện riêng tư của những người mà có thể nói rằng là uh, lên Bởi vì một một một, một 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 vài vị khán giả yeah. hỏi tôi yeah. biết chuyện đó không thì nói mình không biết rồi dạ vâng. Dạ thì chắc là tôi thì tôi biết chuyện đó Nhưng mà có phải là không phải là cái vấn đề để cho mình bàn cãi Đó là chuyện riêng tư của hai người họ sử dụng trên dân tiếp Mà nó không có ảnh hưởng gì đến người khác hết Thành ra mình không đề cập đến Cái vấn đề chính là chúng ta trở lại một trong những cái sự kiện Mà chúng ta hy vọng rằng qua cái vấn đề này chúng ta có thể nhận thức được Để chúng ta chọn ai là một trong những người có thể đại diện cho chúng ta Ở vòng cái ghế cao nhất của đó là vị chức vị Tổng thống của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ Đến bây giờ tất cả các báo chí hôm nay đều nói đến vấn đề cái tuổi tác của hai người giữa ông Joe Biden và ông Donald Trump. Vào đây là những vào những tháng mà trước tháng 11 tới đây là cái vấn đề sức khỏe, năng lực sẽ là những cái chủ đề đặc biệt nhất trong cuộc bỏ phiếu và chúng ta phải chọn nhất và có thể nói đây là một cuộc đua giữa những hai người ứng cử viên già nhất nước Mỹ. Những cái cuộc thăm dò gần đây được cái tờ tạp chí Time thì trích dẫn là gần 67% người dân Mỹ cho rằng ông Joe Biden 81 tuổi rồi quá già để có thể tiếp tục lãnh đạo đất nước thêm một nhiệm kỳ nữa một cách có hiệu quả nhưng trong lúc đó thì chúng ta nói đến ông Donald Trump như thế nào đối với ông Donald Trump cũng 77 tuổi tỷ lệ này cũng là 41% và cả hai chính trị gia gần đây đã nhiều lần nhầm lẫn tên hoặc sự kiện trong những cái buổi nói chuyện của họ và đây là một cái triệu chứng hay quên uh, để có thể nói đến về cái vấn đề giữa hai người này uh, thì đó là một trong những uh, cái vấn đề người ta đặt đến nhưng vấn đề tuổi tác mà già ai lo ngại hơn thì người ta cũng cho rằng là ông Biden đáng lo ngại hơn ông Trump và thế thì cái vấn đề liệu hai người như vậy thì có ai sẵn sàng từ bỏ quyền lực dù suy yếu đến đâu thì chắc là vấn đề này quý vị cũng tự thấy rằng khó có thể vấn đề từ bỏ quyền lực lắm à, lẽ nhiên người ta nói dân số của hoa kỳ ngày cũng già hơn tuy nhiên càng ngày người ta cũng thấy rằng cái ý nghĩa rằng lãnh đạo cũng lại càng già hơn nữa thì đó cũng là một vài trong những cái vấn đề mà chúng ta cũng cần đề cập đến trong cái chương trình một hôm sang nay mà chúng tôi vừa mới gửi đến quý vị <laughs> bây giờ thì uh, trước khi mà chúng tôi nói đến chuyện cộng đồng thì quý vị cho phép chúng tôi nhìn về Việt Nam và có thể nói rằng là một trong những cái vấn đề cũng rất là tối quan trọng để chúng ta có thể theo dõi những gì mà chúng ta thấy được ở tại Việt Nam uh, thì chắc quý vị cũng biết rằng là trong những ngày vừa qua anh em chúng tôi đã trình bày với quý vị về vấn đề Chủ tịch võ văn thưởng đã bị cách chức và ông tổng bí thư có thể có bị tiếm quyền hay không như chưa đầy 2 năm thì Việt Nam đã tìm lại được một trong những người làm tìm lại chủ tịch nước lần thứ ba đó là ông Võ Văn Thưởng. Tại sao chúng tôi nói đến vấn đề này là vì ông Nguyễn Phú Trọng là một trong những người có thể đặt tất cả các niềm tin và tin tưởng cũng giống như che chở ông gọi là Võ Văn Thưởng thoát khỏi một cái chiến dịch mà chúng ta gọi là chiến dịch đốt lò. Lẽ nhiên, trước đây thì ông Tổng Bí Thư đã cứu được một lần trái với người tiền nhiệm là Nguyễn Xuân Phúc, ông võ văn thưởng ra đi với những lời chỉ trích có thể nói gay gắt hơn ông uh, Nguyễn Xuân Phúc rất nhiều. Đó là những vi phạm mà khuyết điểm đã cho rằng là ông gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng và nhà nước cũng giống như là cá nhân của ông. Tất cả những sự kiện này chúng ta thấy bây giờ rõ ràng rằng là trước hết chúng ta nói một cái sự kiện có nhiều ý nghĩa nhất là, là ông võ văn thưởng là người rất là thân gần với ông tổng bí thư đảng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng ông là được ông này che chở cũng như là, là vạch lên một cái sự nghiệp sáng lạng cho ông vào năm ngoái là 2023. Thì như anh Xuân Nam cũng đã thấy trong 11 tháng vừa qua, có thể nói ông Võ Văn Thưởng đóng một cái vai trò rất xuất sắc trong cái chức vụ là chủ tịch. Ông có những cái mối quan hệ khánh khiết với nhiều quốc gia trên thế giới qua những chuyến công du của ông. Lại nhiên người ta đề nghị rằng là ông Võ Văn Thưởng sẽ là cái người nắm nhiều cái chức vụ quan trọng trong tương lai kể cả chức vụ là thay thế ông Nguyễn Phú Trọng ở cái vai trò tổng bí thư đảng. Đây là một cái thời điểm thích hợp nhất trong ông Võ Văn Thưởng. Ông Thưởng có một cái quá trình công tác, một sự nghiệp hoàn toàn phù hợp với tất cả những gì mà chúng ta thấy ông Trọng mong đợi ở ông Thượng để có thể bàn giao cái chức vụ này với một cái chiến dịch đút lò. Đây là một trong sự kiện chúng ta có rút ra được một cái bài học rõ ràng là vấn đề thứ nhất kể cả người được ông Trọng bảo vệ cũng bị ngã ngựa như thường. Thì chúng ta đặt cái câu hỏi liệu ông Trọng có đủ cái quyền lực như những gì mà ông Trọng đã có trước đây hay không? À, tại vì sao? Vì cái người mà ông được bảo đã bảo vệ ông thì cũng bị ngã ngựa như thường. Có nghĩa rằng là, là, ông Trọng ngày nay không còn mạnh như trước nữa. Nên tất cả các đối thủ của ông từ cho phép đến bật ông Võ Bình Thường vì vậy cái bài học mà chúng ta học được đó là chủ tịch nước bị buộc thôi chức cũng đồng nghĩa với ông Nguyễn Phú Trọng không còn cái khả năng ngăn cản việc này. đó anh anh thấy rõ ràng ông võ văn thưởng bị buộc phải thôi chức, cái cái việc thôi chức của ông uh, võ văn thưởng đồng nghĩa với một cái vấn đề đó là ông Nguyễn Phú Trọng không còn có đủ khả năng để ngăn cản cái việc thôi chức của ông Văn thưởng. Uh, Trước tiên đây là đích thân ông Trọng cũng đã nhiều lần can thiệp vào bộ máy nhà trước để bảo vệ ông Mô Thường vì một vài rắc rối liên quan đến nhà đình. À, nhưng giờ đây thì có một cái điểm đáng quan tâm hơn. Bây giờ với tư cách là một trong những cái người mà quan sát ngoài thì tôi nhận định như thế nào về việc hai chủ tịch nước bị buộc tổ chức trong hơn một năm. Anh thấy cái sự việc này khó có thể xảy ra đối với một cái quốc gia nào trên thế giới chứ đừng có nói gì Việt Nam. À, cái chuyện này nó cũng không quá bất ngờ nhưng là cách đây vài tháng thậm nhiều có nhiều tuần là nhiều nhà cái theo dõi tình hình ở tại Việt Nam những 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 người người Việt họ vẫn trao đổi với nhau và có tin tin lai like là sự nghiệp của ông võ văn thưởng là có thể nó đi đến một con đường tươi sáng nhưng giờ đây thì ông đã bị hạ bệ thì đây cái một trong những sự việc đề cập đây thì đây là cái vấn đề có thể nó đã đến cái lúc tất cả những viên chức trong đảng cộng sản họ quan tâm đến cái người thừa kế của ông Nguyễn Phú Trọng lúc này như thế nào và liệu có việc cái vấn đề này là một trong những vấn đề loại trừ ông võ Văn thưởng ra cái chức vụ gọi là tổng bí thư đảng trong tương lai hay không? Ừ. đó là một trong những cái vấn đề mà người ta đặt lên hồi ngày hôm nay rất rõ ràng cái việc thay đổi một vị trí tứ trụ trong cái khoảng thời gian ngắn như vậy sẽ tác động như nào đến thì nền việt nam trên trường quốc tế thì lẽ nhiên như chúng tôi cũng đã trình bày rất là có thể sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều nhưng là trong cái tại sao cái chiến dịch chống tham nhũng không biết bao nhiêu dường như đã loại bỏ nhiều người được ông Trọng bảo vệ. Thế tại sao lại đưa ra một cái cớ cũ rít, một cái sự kiện nó xảy ra từ Quảng Ngãi cách đây gần có tới gần mười mấy năm trời tất cả. Thế tại sao bây giờ lại đem ra? Nó đã đem ra cách đây hơn 12 năm rồi mà. Đó là một cái cho thấy khởi đây cái sự kiện này là cho thấy một cái sự đấu đá nội bộ dân quyền kế vị giữa các phe đang chi phối quyền lực của nhà nước Việt Nam anh thấy rõ ràng là đây không phải là cái vấn đề mà ở Quảng Ngãi thì tôi nói thật cái ông người phụ trọng có thể ra lệnh che đi cách dễ dàng thế tại sao lúc này lại đưa ra sau 12 năm thôi thì đây cũng là một trong những cách thức mà người ta nói rằng cho thấy đây là một cái cuộc khởi đầu cho một cái cuộc đấu tố nội bộ để dân quyền kế vị những phe phái đang chi phối quyền lực của Việt Nam. À, thì bây giờ trong số 18 ủy viên Bộ Chính trị bây giờ chỉ còn lại có 14 người mà thôi nếu căn cứ vào tất cả các điều lệ của đảng hiện nay thì à, để có thể được vào trong chức vụ là tổng bí thư á thì có lẽ chỉ còn có bốn ứng cử viên là thôi để có thể là thay thế ông Trọng vào cái chức vụ này à, Những cái điều mà cái điều mà chúng tôi muốn nói đến là Việt Nam luôn luôn là nói đến một vấn đề ổn định chính trị làm cái lý do thuyết phục tất cả các nhà đầu tư nước ổn định để có thể họ đầu tư vào Việt Nam à, bây giờ thì liệu cái chuyện gì nó có thể xảy ra này? À, việc trước tiên, cái vấn đề mà cái chỉ chính trị ở tại Việt Nam á, thì nó có thể đưa đến một trong những cái vấn đề mà việc trước tiên cũng có giả thuyết thì cho rằng hai chủ tịch nước và tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giả từ năm 2001. chuyện này à, từ 2018 đến 2001 cũng có thể xảy ra đúng với một có thể nghĩ rằng là ông Trọng sẽ kiêm nhiệm hai chức vụ à, là một, ông Trọng sẽ từ đây sẽ kiêm nhiệm cái chức vụ <laughs> chủ tịch nước kiêm tổng bí thư đảng nhưng bây giờ thì người ta đặt câu hỏi sức khỏe của ông Trọng lúc này làm sao mà ông có thể chỉ đảm nhiệm được hai chức vụ này được? Thì đây còn một cái sự kiện cho thấy rằng không có những cái sự kiện xảy ra như giống những gì sau thời kỳ ông Trần Đại Quang ra đi. Bây giờ nhìn vào một trong những cái vấn đề thương quyết chúng ta nói đến vấn đề chức chủ tịch nước nhưng mà một cái chức vụ nó còn quan trọng hơn chủ tịch nước bây giờ nữa. Liệu ai là người sẽ trở thành bộ trưởng bộ Công an? À, cái cái vấn đề này cái đó vấn đề nó còn quan trọng hơn vấn đề chủ tịch nước thì người ta khi người ta đặt câu hỏi đó thì tất nghĩ người ta nhìn vào ông tô lâm là một trong những thành viên có thể là sẽ trở thành chủ tịch nước mà cách đây một năm ông đã không có thể nói thích thú với cái chức vụ đó nữa nhưng bây giờ thì ông phải làm gì đó là vấn đề điều điều quan trọng nhất là đối với ông tô lâm có phải tìm ra được một người kế nhiệm ông ở một cái chức vụ quan trọng một vài người đã có tên tuổi và một người thân cận ông mà muốn giao đúng cái trọng trách là bộ trưởng bộ công an tại sao như vậy cái vị trí này nó có một cái tầm quan trọng đối với không riêng gì ông tô lâm mà bởi vì phải để cho những cái chiến dịch chống tham nhũng trong tương lai không động đến ông đó tuy nhiên là cái bộ trưởng ông tô lâm muốn ra đi Sẽ phải cần có một người thay thế ông và cái người thay thế ông là một người tiếp tục cái chương trình chống tham nhũng nhưng đừng có đụng đụng nên làm sao để phe phái của ông đừng có đụng đến ông mới được cho nên ông Tô Lâm thực sự cần đến một cái trợ thủ đắc lực sau đó ông có thể rảnh răng giữ chức vụ mà ông có nhiều khả năng được giao nhưng đó chỉ là những giả thuyết và thôi thưa anh Xuân điều chắc chắn là ông Tô Lâm hiện là một trong những nhân vật có trung tâm và là cái công tác bổ nhiệm lãnh đạo lớn sắp tới của bộ máy nhà nước Việt Nam ông ấy ừ. sẽ cân nhắc và tính toán và có thể nói chắc chắn chính ông là khéo léo can thiệp đến chuyện xảy ra vào à, ngày 21 tháng 3 vừa qua và sự từ chức bất ngờ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Điều đó người ta nói là ông Tô Lâm đóng một cái vai trò quan trọng cho sự ra đi của ông Võ Văn Thưởng vào cái ngày 21 tháng 3 thứ à, đó cũng là một trong những cái vấn đề mà sáng nay chúng tôi cũng muốn nói đến. Thì à, bây giờ thì người ta đã nói đến là những cái chức vụ có thể như là ông ông Trạc, ông ông Tràng uh, là một trong những thành viên của bộ chính trị có thể thay thế ông tô lâm ở chức vụ bộ trưởng công an cũng giống như ông nguyễn văn nên bí thư thành ủy của sài gòn cũng có thể là một trong những người có thể thay thế ông nguyễn uh, tô lâm những cái người nào mà có thể nói rằng là một trong những người cần thiết và quan trọng để có thể đảm nhiệm cái chức vụ này đó là một cái vấn đề mà chúng ta cần đề cập đến trong những cái thời gian tới đây ở thưa anh Xuân Anh à. đối với anh thì những người nào đối với anh thôi chứ trong cái nhìn của anh thì những người nào Việt Nam có thể thay thế một chỗ ảnh hưởng đến bây giờ thì chắc lại mọi người không riêng gì cá nhân tôi mà hình như cái con số đông rất cả những cái cuộc thăm dò cho thấy hình như người ta nghĩ rằng là ông tô lâm đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chức ghế của ông võ văn thưởng và có thể nói trong 21 tháng tới nữa thì cũng là một trong những cái vấn đề quan trọng để ông tô lâm có thể trở thành tổng bí thư đảng thừa. Nhưng cái điều quan trọng ở đây là liệu nhân vật nào để có thể thay đổi ông tô lâm ở cái chức vụ bộ, bộ trưởng bộ công an. Ừ. Số cái dư luận cho rằng ông ông tô lâm không thích làm chủ tịch nước vì có tên có tuổi nhưng mà không có quyền lực bằng cái bộ trưởng bộ công an anh nghĩ sao Đúng như tất cả những cái điều suy nghĩ cách đây một năm thì có thể nói cái điều đó có thể trở thành hiện thực. Nhưng sau một năm thì đến bây giờ đã đến lúc thấy sức khỏe của Viện Phú Trọng và chỉ còn 21 tháng nữa. Nếu ông Tô Lâm không chuẩn bị để sẵn sàng để vào trong tứ trụ thì chắc anh cũng biết tứ trụ thì không có bị ảnh hưởng gì nhiều thì có thể nói ông cũng như giống tất cả những người khác mà ông thấy hình ảnh của ông Trần Đại Quang rồi uh, thì cái hình ảnh đó đã làm cho ông tôi Lâm phải chuẩn bị sẵn sàng thì điều đó tôi sẽ có thể trả lời với anh một cách rõ ràng là cây khác hẳn với những gì cách đây một năm trước và đến bây giờ thì có thể nói ông đã cấu tạo được hình thành của bộ công an và có thể có người nối gót ông thay thế ông có thể là một trong những người cùng với một cái đường lối với ông thật anh nghĩ chừng nào nó sẽ có thể công bố chứ mà chờ lâu không anh nghĩ vâng, à, chức cảm ơn anh khi một cái tâm, câu tâm, hỏi tâm, cái một tâm, câu tâm. hỏi một câu hỏi của anh không riêng gì cá nhân anh mà rất nhiều người đều quan tâm và liệu tại vì vấn đề càng ngày càng có cái chức chủ tịch mới để cho thấy một cái sự ổn định chính trị tại Việt Nam và nếu để một cái thời gian này lâu thì như thế nào bỏ bà anh Xuân cũng có thể chỉ làm được một cái thời gian một tháng hai tháng mà thôi vâng à, thì chắc có lẽ à, qua cái phiên họp điều biểu trước tiên khi nào mà chúng ta nghe thấy rằng người bổ nhiệm ông bộ trưởng công an mới thành phần công an có cái sự xếp đặt rõ ràng thì chắc lại chúng ta thể thấy là có người thay đổi lên làm chủ tịch nước liền à, theo tôi nghĩ thì chắc có lẽ không tới một tháng nữa đâu thưa anh Xuân Anh ừ. tôi dự đoán khoảng chừng trong vòng tháng rưỡi Dạ, yeah, thì đúng là tôi thì tôi nghĩ tôi khoảng một tháng nữa là chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn định và đều đang cân nhắc liệu cái nhân vật nào. Tôi không nói đến cái nhân vật chủ tịch nữa mà tôi nói đến nhân vật nào để trở thành bộ trưởng bộ công an. Ừ. Như vậy Việt Nam nói vậy và ít nhân tài quá hơn. Không phải là ít nhân tài nhưng mà là bộ chính trị, bộ trong những cái cơ quan quyền lực tối cao họ có một cái cửa ngõ rất là hẹp để cho tất cả những thành viên cốt lõi để có thể lọt vào được bộ chính trị. Nhưng gần đây anh thấy đập bốn nhân vật trong bộ chính trị ra đi dễ dàng. Đó là ông Phạm Bình Minh, ông phó thủ tướng gì, một ông phó thủ tướng và đồng thời ông Trần Anh Tuấn cũng là Tuấn Anh cũng là một trong những người mà có thể nó thành viên bộ chính trị ra đi. Trước đó thì chúng ta không đề cập đến ông Đinh La Thăng làm gì nữa là cái nhân vật đã coi là cũ rồi. Nhưng thành phần mới nhất bây giờ là anh thấy qua cái vụ Việt Á và qua cái vụ công thương thì bây giờ là có bốn thành viên bây giờ là ông võ văn thưởng là bốn thành viên của ở và ông nguyễn xuân phúc là năm thành viên bộ chính trị đã ra đi rồi trong số 18 người bây giờ chỉ còn lại có 14 người thôi nếu, nếu, mà ông trọng trong hoàn cảnh hiện nay mà ông trọng bị lâm vào cái bệnh tật hay là có thể bị cấp cứu hay gì đó thì cái khủng hoảng thực sự về nhân sự của hà nội rất là lớn nè Cánh vâng. gọi lại không có một tay nào đứng lên trên ở, Chi phối Điều động bao trùm lên trên đó. Yeah. Thưa anh đúng như vậy là Người ta quan tâm đến vấn đề sức khỏe Của ông Nguyễn Phú Trọng càng giờ từng giờ Từng ngày chứ không phải là nói chuyện từng tháng nữa Và hiện nay thì có một nhân vật Chủ chốt của đảng Cộng sản Việt Nam trong một chính trị Cũng đang có mặt tại Trung Quốc Và có một cái buổi gặp gỡ thì không biết Cái ảnh hưởng này nó sẽ đi đến như thế nào à, Tuy nhiên chúng ta phải nói rằng là Cái sức khỏe của ông Trọng thì có thể nói À qua một cái nhiệm kỳ thứ ba đã là một cái vấn đề một cái câu hỏi rất lớn thành là chúng ta có thể nói rằng là trong tương lai vào năm 2026 thì nhiên cái chức vụ tổng bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng hình như không còn được lưu giữ lại thêm một nhiệm kỳ nữa thưa anh. Nên bởi thế chúng ta cần phải có một người họ đảng cộng sản họ cũng rất quan tâm bởi thế tôi mới nói là trong vòng một tháng là họ cần có một người ở cái chức vụ chủ tịch nước mặc dù cái chức chủ, chủ, chủ tịch nước chưa hẳn là một cái thế cân bằng cho tất cả các sinh hoạt chính trị ở trong nội bộ của đảng nhưng đây là một cái thế đứng tạm thời để mọi người khỏi cần phải lo lắng vì cái sự ổn định trong vấn đề tư trụ thưa anh uh, à. yeah. Sư Để Tôi chờ xem tôi cuối cùng như thế nào thì chắc là cái sự kiện chính trị ở tại việt nam trong cái vai trò của ông võ à, văn thưởng vừa qua chúng ta thấy vì có một cái sự đổ vỡ chúng ta phải nói có một cái sự đổ vỡ điều đó có nghĩa chúng ta cho thấy rằng cái quyền lực của ông nguyễn phú trọng nó không còn như những gì những năm tháng trước đây à, đó là cái quyền lực của ông tại vì nếu ông có đủ quyền lực thì có thể nói ông võ văn thưởng không thể nào ra đi được vâng đó là một bài chuyện mà chúng tôi sáng nay muốn chia sẻ với quý vị cùng một ngày đầu ngày nhưng đến bây giờ thì thưa anh trở lại cái chuyện mà ngày hôm qua phải nói rằng ngày hôm qua là một ngày trời quang đẳng đẹp trời và ở tại cái trung xương xá phước lộc thọ một cái buổi lễ gọi là theo như lời trình bày của ông Nguyễn Mạnh chí thì cho rằng đây là một cái ngày đại lễ à, lần đầu tiên nó khánh thành một cái cột cờ và cái cột cờ này được xây ở trong cái khuôn viên của một cái cơ sở tư nhân đó là thương xá Phước Lộc Thọ. Đến bây giờ thì cũng không ai biết được cái MOU tự nhiên là cái bản là thông chung liên kết ký kết giữa hai bên ông uh, Nguyễn Mạnh Chí và cũng giống như ông Nguyễn Quốc Linh người soạn thảo với là những người quan hệ ở trong cái uh, người bất động sản ở thương xá Phước Lộc Thọ như thế quyền hạn và cái quyền lợi như thế nào về cái cột cờ đó và cái trách nhiệm như thế nào về vấn đề cột cờ đã được treo lên, cái cờ cột cờ được dựng lên và cái lá cờ hiện nay đã được bay trước gió ở tại trước mặt thương xá Phước Lộc Thọ. Chắc các cử Google nên nhắc lên cho quý vị biết vào năm 1987, 87 thì thương xá Phước Lộc Thọ được khởi công xây dựng và khánh thành. Và sau đó thì có thể nói phần lớn những người Việt đến khi nào đến uh, Bosa hay là đến miền Nam California thì ít nhiều gì người ta cũng có thể nói là người ta cho là ồ có thể đi tới ăn uống gì hay mua sắm gì ở Thương xá Phước Lộc Thọ. À, tuy nhiên cái Thương xá Phước Lộc Thọ nó không gắn liền gì với có thể nói tất, tất cả những cái tổ chức của người Việt ở đây tại vì tất cả những cái hình thức gọi là đều có một cái thiếu sót rất lớn đó là vấn đề họ không đóng góp một cái vai trò tích cực đi nhiều qua cái việc xây dựng cái lá cờ để tiêu biểu cho cái sinh ảnh của những người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ. Tức là anh nhiên phần lớn chúng ta tị nạn đi từ năm năm đến 75 mọi người đều nhìn nhận cái lá cờ vàng ba sọc đó là một trong những lá cờ đặc biệt của những người mang theo ra đi mang theo chỉ có một lá cờ. Thế nhưng đó là sự việc của phước lộc thọ họ có quyền đó là cái, cái luật của Hoa Kỳ cái đất của họ thì họ có quyền nhưng gần đây thì lại nói đến một cái sự giàn xếp giữa ông Nguyễn Minh Trí Không biết là với tư cách thị trường là như thế nào Nhưng mà tưởng cũng cần nên nhắc lại để cho quý vị biết Trong cái thời gian gần đây thì thành phố Westminster Trong đó có ông Nguyễn Minh Trí thành viên Bà Kimberly Hồ của ông Tạ Đức Trí Thì đã có thể nói trao cho uh, Tặng cho cho cái thương xá Phước Lộc Thọ Một cái số tiền lên tới 500 ngàn Trong cái chiến dịch gọi là Covid Thì tôi nghĩ rằng Nếu 500 ngàn với một cái tinh thần như bây giờ Thì hồi đó Ờ, họ sử dụng cái tiền đó cho nhiều cái công việc kể các cái việc có thể bỏ ra hai chục ngàn xây một cái cột cờ thì ra very easy không có gì khó khăn hết cả Phải không anh Xuân uh, Nam yeah. anh anh có yeah, đồng ý rồi. với tôi về chuyện đó đó không dạ yeah. nhưng Được cái chuyện rồi. đó nó yeah. cũng chẳng xảy ra À, chuyện đó chẳng xảy ra Ê, nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là chúng ta À, cứ ngồi đó mà chờ thể nhiên phải có những cái vấn đề vận động để rồi có một ngày như ngày hôm qua thì vấn đề vận động của ông à, Nguyễn Minh Chí đã đi đến một cái thành công rất tốt à, có thể nói rằng mọi người đều nhìn nhận là người ta hân hoan phải có được cái cột cờ và lá cờ nhưng bên cạnh đó người ta cũng có cái quyền đặt cái câu hỏi một cái câu hỏi đầu tiên nhất mà ông Nguyễn Minh Chí phải có cái trách nhiệm trả lời đó là cái vấn đề lá cờ đã, đã ra đi đã không còn tồn tại ở Việt Nam nhưng cái lá cờ đã mang theo hình ảnh của bao nhiêu người chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa đổ máu để bảo vệ cái lá cờ đó anh có đồng ý với tôi điều đó không? Yeah. À, nhưng ngày hôm qua không hiểu vì vô tình hay cố ý ông Nguyễn Bình Chí phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về cái sự hiện diện của một người cái tay nắm cái lá cờ để đi vào trong đó là bà Nhật Linh một người đã mệnh dạn có thể nói nói những điều mà không ai chấp nhận được tra đạp cái danh dự vi phạm xúc phạm đến cái sự ra đi những cái giọt, giọt máu của những người chiến sĩ Việt Nam cộng hòa họ đã nằm xuống để bảo vệ cho cái, cái lá cờ mà họ đã hy sinh cái mạng sống của họ thiếu gì người bao nhiêu người cầm cái lá cờ đó để cho một cái tên gian manh một cái tên hỗn láo cầm cái lá cờ đó đi vào chúng ta có cảm thấy nhục nhã tất cả những cái sự nhục không những người chiến sĩ nằm xuống họ đổ cái máu của họ ra để rồi cái lá cờ mà họ đã đổ máu đó ra lại có một cái người mà có thể nói xúc phạm đến họ mà trong lịch sử những người đến tị nạn chưa có ai đủ can đảm để xúc phạm đến họ như cái con mẹ Nhật Linh này. Cái điều đó là cái ban tổ chức cần phải có câu trả lời. Không thể dẫn với cái vấn đề đó được. Anh 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 có nhận nhận thức được cái vấn đề tôi 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 nói. Tôi nói với tính ừ. cách một cái cách một nhìn nhận của một người làm báo chí, một người mà có thể có nhận thức không có thể để một cái người phụ nữ lên tiếng mày chạy té đái cởi quần cởi áo bây giờ lại có mặt trong cái đứng cái cái hàng ngũ cầm cái lá cờ mà cái lá cờ đó đã có thể nói biết bao nhiêu người mà cô ta nguyền rủa chửi bới đó đổ máu xuống để bảo vệ cái lá cờ đó thôi tại sao lại có cái hành động như vậy được tôi chưa nói đến cái vấn đề tranh chấp cái gì đó là chuyện của những người khác nhưng tôi nói nhìn vào cái sự kiện như vậy cả những người có hiểu biết ông Nguyễn Quốc Linh có đầu óc ông có hiểu biết chứ ông Nguyễn Minh Chi ông biết chứ thằng Đâm Quan cũng biết chứ thậm chí nó còn biết nó còn đưa cái bà này lên để nói nhân sĩ cái thằng này là một cái thằng tệ hại nhất làm sao nó trả lời được cái câu hỏi đó một cái sự dục mạ thoái mạ mạ có thể nói tận cục bằng sâu coi thường hết tất cả mọi người và đặc biệt như coi thường anh linh của những người đang ngã gục vì cái là cờ đó thưa anh Bao nhiêu học sinh, bao nhiêu thế hệ thứ hai ở đây, tại sao không mời vào cầm cái lá cờ đó đi để vinh danh tất cả những cha ông của họ đã hy sinh để chiến đấu bảo vệ cái lá cờ, đến cho mang cái lá cờ đó đi theo với họ. Đưa một cái người đã có, đã sử dụng, mà đến bây giờ vẫn còn tiếp tục, nghĩa có thể nói là chống đối, cái đây là một cái mầm mống gây cái sự chia rẽ rõ ràng tôi nói lại một lần nữa bao nhiêu người xứng đáng để được cầm cái bàn tay đó vào trong cái lá cờ đó trong một cái ngày mà có thể nói trọng đại theo như lời của mấy người đó nói thế tại sao lại để cái con mẹ nhật nhật linh này vào làm cái gì nó là một cái miệng toa mồm lớn miệng chửi bới nhục mạ vi phạm xúc phạm đến tất cả những anh linh của những chiến sĩ việt nam cộng hòa họ đã gạ nằm xuống để bảo vệ cho cái lá cờ đó thế tại sao phải đưa cho cái con mẹ này vào nắm cái lá cờ đó để làm gì không được điều này không chấp nhận được Tôi nói về một cái tâm lòng của một người Tôi đã từng tranh đấu cho cái lá cờ này Tôi không cần nói nhiều về chuyện đó Không ai có thể có thể nói làm để mà Ông bà người ta nói Cha nó lú thì có chú nó khôn chứ Nguyễn Minh Chí, Nguyễn Quốc Linh Nó có ngu đến cái độ nó không biết điều đó Thì tất cả những người trong ban tổ chức phải biết điều đó chứ Tại sao lại để như vậy được Hay đây là có một cái sự toa rập giữa Nam Quang Với là uh, của con Nhật Linh này Nó được huấn luyện rõ ràng Để bây giờ gài đặt và làm cái công việc này Chúng tôi muốn nghe tiếng nói. Tôi uh, xin lỗi quý vị với tất cả những cái cảm xúc của tôi. Tôi có thể nói một cái hơi mạnh. Nhưng bắt buộc chúng tôi phải nói. Phải nói lên cái tiếng nói này. Không thể để như vậy được. Anh anh Xuân Nam, anh thấy tôi nói cái điều đó nó có quá lắm không thưa anh? Tôi... tôi, tôi, nghĩ không quá. Tôi nghĩ không, không quá. Tôi bị lá cờ là biểu hiện thiên liên nhất của ông đồng người Việt Tị Mạng. Tại yeah, thế giới. bao nhiêu người lính đã nằm xuống vì cái lá cờ đó đổ máu vì cái lá cờ đó mà bây giờ họ nằm xuống mà đổ máu vì cái lý tưởng lá cờ đó mà một người trà đạp danh dự của họ hóa mạ vi phạm nhục mạ một cái người những những người mà đã hy sinh đến cái giờ phút cuối cùng của họ mà bây giờ là cái người đó lại được ban đại diện tổ chức để đưa vào cầm cái lá cờ đi đến treo lên thì tôi hỏi anh cái điều đó như thế nào cái hình ảnh nó đi khắp nơi trên thế giới tôi hỏi anh thiếu gì người bao nhiêu đứa trẻ ở đây bao nhiêu học sinh vinh quen giỏi vàng ở đây Việt Nam bao nhiêu con em của hệ thống cái 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 cuộc dòng máu quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại sao không đưa vào đưa một cái con mẹ đã được huấn luyện ở bên Việt Nam quý vị nhìn cái tự kế từ ngày cái con tên Nhật Linh này nó vào nó phá rối cả cái cộng đồng này đủ thứ chuyện hết hâm dọa người này hâm dọa người kia đủ thứ chuyện con này không đáng ngay cả cái, cái gọi là cái những cái điều mà tối kỳ nhất ở Mỹ nên nó có thể vẫn làm được nhưng cá nhân của nó tôi không cần thiết để nói ra nhưng tôi họ nói vấn đề tôi đặt vấn đề với ban tổ chức ai là người quyết định để cho cái con nhật linh cầm cái la cờ để đi vào nó là một cái đống dễ rác rác người ta phải đem rụt đi cộng đồng này tất cả những anh linh những người nằm xuống bao nhiêu gia đình hát ô bao nhiêu người có thể tù tội không chấp nhận cái lời nói của nó như vậy được nguyễn quốc linh nguyễn mạnh trí phải trả lời câu hỏi này Ai là người chủ trương để đưa cho nó cầm cái lá cờ để đi vào? Đó là một cái sự phản bội toàn bộ đối với tất cả những người đã hy sinh khi dọt cái là giọt máu của họ để bảo vệ cho cái lá cờ đó. Ừ. Cái chuyện Nhật Linh có vấn đề phe phái, vấn đề đấu đá với nhau, chuyện nội bộ chúng tôi không cần thiết để ý đến nhưng ngày hôm nay thì cái chuyện sự việc nó quá đáng thì thật anh Tuấn cái hình ảnh ừ. rõ ràng khắp nơi trên thế giới chiếu bên Việt Nam nhìn thấy đó một con nhỏ làm đại với thanh cánh hoa kia mua chuột vừa qua nó còn ấy kìa một con nhỏ nó đã chửi cho vậy bây giờ nó cũng đã được đứng cầm một cái lá cờ đau khổ không thưa anh Tuấn Lang yeah. nếu anh nói đến cái cái phản ứng phản ứng của cộng đồng bữa qua thì sao anh tôi thấy cái cảnh đó thì rất cùng nhiều người nói đến nhưng hôm nay là tôi là cái, tôi quyết chí là tôi nói sẽ tôi sẽ nói cái vấn đề này ra tôi cũng có hỏi uh, những cái người mà ấy họ nghĩ tất cả mọi người đều đồng ý với tôi như vậy tôi nói cái, cái, tôi không nói đến cái vấn đề treo cờ là cái vấn đề rất tốt nhưng mà nếu có được hoàn hảo hơn nữa chúng ta nên công bố những cái điều hợp ước với nhau làm thế nào chúng tôi không đề cập đến những đó nữa nhưng tôi nói đến vấn đề cái vấn đề người tổ chức cá nhân nguyện mệnh trí đứng ra tổ chức không phải là thị trường anh thấy hôm qua thì cũng rất cũng ít thành thái văn đâu có đến Andrew Đỗ đâu có đến Thay là Diệp đâu có đến Janet Nguyễn đâu có đến Tất cả những cái người lại Dâu Đỗ Vinh đâu có đến Dina đâu có đến họ Tôi nghĩ rằng họ biết được Cái bà này cầm cái lá cờ thì họ không đến Họ không muốn ngăn cản Họ là họ không cần ngăn cản Họ coi như hành động đó và họ tự động họ không đến thôi Họ có cái tinh thần của họ chứ anh Họ có cái danh dự của họ chứ Tôi hỏi anh, một người mà đã lên trên đài công khai nói như vậy rồi, rồi bây giờ lại mời đi vô để cầm cái lắc cờ. Tôi hỏi anh, còn cái gì để nói nữa thưa anh Xuân Đắc? Bao nhiêu trẻ em, bao nhiêu cái thế hệ thứ hai của chúng ta, tại sao đưa một cái con mẹ như vậy để rồi còn vô nắm cái lắc cờ làm cái gì? Nó chửi mình như vậy, nó nói mình như vậy như kia. Bao nhiêu người có thể nói thương với bình lặn lội từ ngày này qua ngày kia Hỏi hy sinh cái thân thể của họ để bị nhục mạ như vậy mà nó còn khi tiếc cái gì nó vô nó cầm cái la cờ để mà đi trên trang tôi muốn dành thời để anh chia sẻ với những gì tôi cũng cảm thấy hơi hơi có thể nó hơi bức xúc về cái sự việc này một lần tôi nói đến cái vấn đề này tôi cảm thấy tôi không thể nghĩ được tất cả những cái người mà tổ chức và có thể nó để cho cái con nhỏ này con này Tại sao phải để cho nó dính vào vào đó? Nó có một cái kế hoạch rõ ràng trên cái bước đường nó vào đây nó gặp với ông Thiệu đấy là ông Thiệu là cái ông quốc gia chánh để là làm gì? Trong tương lai tôi sẽ nói cái chuyện nó trở thành người phu nhân của ông Thiệu này với cái sự đánh đổi như thế nào? Nhưng mà đó chuyện tư nhân hôm nay tôi không nói Nhưng mà cái vấn đề nó nó từng bước từng bước dấn vào cái sinh hoạt ở đây cái lắc cầm cái la cờ vào không thể nào chúng ta chấp nhận được một như một cái hành động như vậy thưa anh nào anh anh với một cái công tâm của anh nghĩ rằng những cái điều tôi trình bày nó có có tính cách cá nhân hay là gì hay là tôi nghĩ tôi với cái tâm lòng của tôi tôi nói thật như vậy thưa anh anh nghĩ sao thưa anh tôi tôi nói thật tự như vậy tôi tại vì trên cái chương trình của anh tôi không muốn mà để cái bức xúc cái tâm tư của tôi vào trong cái 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 chương trình này nhưng mà tôi đó là cái ừ. sự kiện rất nhiều người nói với tôi ngày hôm qua về chuyện đó tôi có nghe một người nói như thế này, Nó nói nếu bây giờ mà trong cái lễ mà tưởng niệm cuộc chiến tranh đại diện chiến á, và để người kéo cờ lên đó, lại là người trong phát xít Đức thì cái ý nghĩa nó có, có, có bị mất không? ý nghĩa cái cho, cho, nên tôi nghĩ là trong việc mà rất cờ nên có những người nào để, để tôn trọng lá cờ hơn để những người tôi không biết được nên không nhưng một số người bữa qua các bạn của tôi cũng nhiều họ coi cái video mà của mấy anh em mấy, đêm, mấy đêm ký giả làm em đúng là người này người nọ lên tiếng người kia nọ lên tiếng thì cái đó không nên đâu về mặt mời về mặt protocol nó không nên và nó, nó kích động thêm cái sự mà hận thù nhau cái sự mà, sự, với sự, với sự mà... thiếu tôn kính nè thiếu tôi nói thật thiếu tôn kính những cái người đấy xin nằm Để. xuống họ nằm xuống cho cái lá cờ đó mà mà mình là cái người sĩ sĩ nhục họ nhục mà họ nói một những cái điều mà không ai có thể nói được rồi lại cái chín cái tay mình cầm vào cái lá cờ đó họ muốn gạt bỏ tấn công lao cái sự hy sinh tranh đấu của những người chiến sĩ Việt Nam họ họ mới làm điều đó thôi đâu có thiếu đâu đâu có thiếu gì người cầm cái lá cờ đó đâu bao nhiêu em học sinh bao nhiêu trẻ thế hệ thứ hai xong để dành vào đi mà cái việc về sắp xếp vô đó là ai là người có trách nhiệm thì trách nhiệm là ông Nguyễn cái này tổ chức này là chỉ có cá nhân ông Nguyễn Mạnh Chi và ông Nguyễn Quốc Linh mà thôi chúng phải công Không phải gì hết á. Như vậy ý kiến của người mình trí là sao? Thì bây giờ thì chưa có cái điều kiện đó. Tôi thấy nhiều người ở đây không đặt cái vấn đề đó với ông chứ tôi không có đặt mà chúng ta đến lúc nó phải có một cái hành động rõ ràng như vậy. Cái lá cờ treo lên là một cái sự kiện rất là tốt, mọi người đều nhìn nhận cái đó là một cái công của ông. Chúng tôi nhìn nhận chúng có cái gì hết trơn trời. Nhưng chúng tôi cũng cần muốn biết À cái tương lai nó sẽ bảo được bảo toàn như thế nào đó là cái quyền của mọi người họ đã đóng góp qua một cái tổ chức hội cao niên Á Mỹ Á mỹ rồi à, thì cái chuyện tôi hoàn toàn không có một ý gì về cái vấn đề gọi là cái lật cờ được cái cột cờ được kéo lên nhưng cái sự việc mà của một trong những cái nhân vật như con, cái con 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 Nhật Linh này thì chắc lẽ chúng ta phải phải cần đặt vấn đề phải loại trừ trong thể để như vậy được không một tư thật về anh gần có trên gần tới gần nửa thế kỷ nay không một ai có thể xúc phạm đến gì được quá yeah. yeah. anh thấy mà ngay những cái người này khi ông hoàng kiều tuyên bố cái điều gì xúc phạm đến cái cái sự hy sinh của những người lính họ đã tẩy chay họ đã lên án một cách rất gắt cao đúng như vậy thì cái điều đó thì tôi thấy cái điều đó cũng có cái gì chúng ta để phiền tỏa đúng họ làm để đúng trong cái gì ạ đây một nhật linh đó đã nói như những điều như vậy mà đan tâm làm nào mà để nó đứng vào trong cái hàng ngũ đó đội hình đó để cầm một cái lá cờ cái tay của nó cầm một cái lá cờ nơi cái lá cờ đó những cái người chiến sĩ đã phục vụ cho cái lý tưởng của lá cờ đó có thể hồn thiên sông núi suối cho tôi sáng nay có tôi ý nghĩ và tôi mạnh dạn tôi nói tôi nghĩ rằng tôi nói như vậy sẽ gặp những cái sự có thể nói đã kết của nó nhưng mà không đối với tôi không ăn thua gì tôi nghĩ là it's the right thing to do cái điều cần phải nói và chúng ta cần phải loại trừ những sự kiện đó ra. Không thể được để như vậy được. Cái sự việc đó coi thường những cái người nằm xuống lắm. Coi thường những người có thể nói đã tàn tật hiện nay sống cái mạng đời sống của họ lê lết trên cái đầu đường xó so chợ ở Sài Gòn hiện nay cũng như tất cả các thành phố khác. Họ hy sinh phần thân thể của họ, chúng ta không coi trọng họ thì thôi, làm gì đi nhục mạ họ. Nói họ tháo quần tháo áo. Trong lúc đó thì so sánh từ Việt Cộng nó vào nhẫn nhơ Nó rồng rầm, nó ngộ nó... Đó, anh thấy một cái sự so sánh tương phản với nhau rõ ràng hết sức Hai bên đối chọn Mà ngày, nào, ngày nay còn mặt mũi nào mà tới đưa cái tay cầm vào cái lắc cờ đó Lắc cờ của những người đã hy sinh đổ máu xuống Tất cả những người chiến sĩ ở đó có mặt ở đó Tại sao không có một cái câu trả lời Không có một cái hành động cụ thể Thậm chí đến những anh em YouTube nhỏ Họ thấy cái đó họ hỏi luôn mà yêu cầu là cái cái bà vợ của ông ông Mạnh chỉ kêu tới đừng có comment no comment no comment tôi thấy cái băng video rõ ràng như vậy không có một lực lượng tôn giáo nào yểm trợ cái điều đó hết không có cha cố không có thầy nào mà đi yểm trợ mấy cái điều đó hết cha cố thầy nào cũng phải là lo yểm trợ đến cái vấn đề của những người hy sinh nằm xuống cho cái tổ quốc của mình cho cái lá cờ của mình cái danh dự của mình tôi nói với cái tâm lòng của tôi anh nam thật sự tôi nói yeah. những cái điều này thật thật sự là tôi tôi nghĩ rằng không bao giờ mà đã xảy ra rồi rất đáng buồn xảy hình ảnh nó đã đi khắp nơi trên thế giới nó chỉ có lấy cái cơ hội này thôi anh ơi rất mm. tiếc cái kỳ này nó đâu có lấy được đâu thưa tôi nói thật vậy trúng cái bẫy của nó mà không biết đó là những người luôn luôn bị cái hai mặt tại sao ông 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 ông, ông, ông chí để phớt lơ chuyện nó đi nó xảy ra đó là một cái câu hỏi mà có thể nói rất là hay mà tôi nghĩ rằng đến lúc đến lúc ông Nguyễn Mạnh Chí là một người dân như những chú chư chúng tôi một người cũng ra đi vì cái lý tưởng như chúng tôi thì ông nên có những cái hành động rõ ràng nếu ông cảm thấy những gì tôi nói sai tôi có một cái buổi nói chuyện trực tiếp với ông nếu ông muốn còn tôi tôi cũng chẳng muốn nói chuyện trực tiếp với ông làm gì nói thật tình như vậy tôi thấy cái điều này nó 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 càng ngày càng có những cái bước khác nữa thưa anh Xuân Nam chứ không phải như vậy người ta từ số 1 lên số 2 và lên số 3 lên số 4 cứ tiếp tục lên ngoài ừ. phải loại trừ chứ không thể để như vậy được còn cái chuyện cá nhân thì không chúng tôi không đề cập đến cá nhân nữa. anh thấy tại tôi chỉ nói về cái đến cái lúc mà bà có những cái lời anh thấy trên cái chương trình anh với tôi là người đầu tiên nói cái điều đó ra mà ừ. anh anh nhớ tôi là cái người đầu tiên tôi nghe được cái đó là tôi bắt đầu không ai không ai nói tôi nói liền Ừ. đối với tôi không có vấn đề cá nhân không có cần phải thiết về cá nhân tôi nói ngay trước mặt chứ tôi đời cần nói sau lưng là làm gì đó hôm nay tôi nói một cách công khai không ai thấy cái đó thì tôi nói tôi nói vậy thôi đau khổ lắm ừ. nói thật khi nhìn thấy anh thấy cái lá cờ vàng bỏ trong cái chậu rửa chân mà báo người Việt làm là bấy bao nhiêu gặp một cái sự chống đối rõ ràng ừ. anh thấy không đây một cái con người con mẹ như vậy rồi còn cái nước non gì mà để cho nó đi vào trong hàng ngũ cầm cái lá cờ hiên ngang đi ra bao nhiêu hình ảnh để đến để nó lên trời đất ơi mua mua dân ba vạn bám dân ba đồng thân từ nguyễn nguyễn quốc dạ nguyễn quốc linh nguyễn bình chí bỏ bao nhiêu cái công khó mà quên đi sự kiện này hay là để cho nó để làm tự hay là quý vị tự động hay là quý vị đồng tình với nó làm như thế điều này và trước đó nó đã chửi bới rất nhiều người nếu những ai có lương tâm có một cái tinh thần quý vị nghĩ cái hành động đó như thế nào em mới coi cái em mới coi cái video của mấy anh em youtuber làm những anh vẫn trong việc lễ đó yeah. thì người các anh em ký giả các anh em mà nhân rần là gần chống đối mà tại sao ban 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 tổ chức không thấy chuyện này có phải chăng là ban tổ chức muốn dùng cái trường hợp này để giải quyết một vấn đề gì đó không À, thì cái chuyện đó thì chuyện của họ Nhưng mà họ muốn dùng cái gì thì dùng Nhưng không bao giờ dùng được cái sự kiện Để cho cái con nhỏ này vô cầm cái lá cờ đi Tôi nói như vậy thôi Đừng đụng đến cái lá cờ của chúng tôi Đừng đụng đến lá cờ của chúng tôi chúng tôi hân hoan mời gọi mọi người trân trọng cái lá cờ nhưng đừng có cái con nhật linh này nó đã có những cái lời phỉ báng nhục mạ những cái lời mà có thể nó không ai ở cái xứ mỹ này hay là ở trên cái thế giới này nói về cái lá cờ này thậm chí những người ở trong nước họ cũng không nói như vậy nữa anh thấy gần đây trong nước họ có nói như vậy không nếu nó không đụng vào lá cờ tôi không bao giờ tôi nói nữa không đáng để cho tôi ừ. nói Mình ra đi mình mang được cái gì anh? Thưa anh, anh mang được cái gì nào? Chỉ có cái lá cờ là cái biểu hiệu của mình thôi. Tại sao để cho một cái con nhỏ mà nó nó mạ lị mình, cái miệng nó loe loe loe, loe cái móp nó, cái mỏ nó bóp 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 tối ngày, mà nó nói những cái câu chạy rồi rồi Người ngợi, người Có khi nào nó chạy thấy té giá chứ mà nó nói ra như vậy. Còn có cái chữ gì để nói hơn nữa trước công chúng như vậy nữa. Vậy mà nó nở lòng nào Nó để ban tổ chức nửa lòng nào Để cho nó vào cầm cái lá cờ Để cầm lên treo lên Gió nó bay lên trung tâm như vậy được thôi Lá cờ nó có cái bàn tay của nó dính vô Tại sao vậy Chắc là tôi cũng hơi cảm xúc Cái cái, cái bức xúc nhiều thằng Có lẽ Cảm ơn anh uh, để dành thời giờ để, để, quý cảm ơn quý khán giả Chúng tôi xin lỗi quý vị nếu làm phiền lòng quý vị Nhưng đó là cái cái tâm tư Và cái cái, cột người tôi tôi muốn nói là điều đó Tại đó tôi xin lỗi quý vị Ừ. nhưng mà cái điều đầu tiên là ban tổ chức phải có cái trách nhiệm giải thích trước công chúng tại sao anh lại cho phép làm điều đó tôi cũng hy vọng nghe nguyễn minh Trí nguyễn quốc linh à. còn tên năm quan thì chẳng có cái gì để nói hết á thằng vô loại thằng chẳng ra cái gì nói thật tình bản thân của nó là như thế nào rồi nó là đưa lên cái người đó gọi là nhân sĩ thì tôi không cần để bạt nữa, nó đã có công nó nói nhân sĩ thì thôi tôi, tôi tôi không để ý nó nữa tôi thấy ừ. rõ ràng khi, tại sao bao nhiêu quân nhân bao nhiêu người bao nhiêu đoàn phái cái lúc nó thấy nó đứng đi vào yêu cầu ban tổ chức mời nó ra đi chứ tại sao không có ai làm được đó chắc lại thì giờ cũng hết anh ơi cảm ơn anh Sơn Anh cảm ơn anh trọng dạ, cảm ơn dạ. Dạ. xin gửi lời chào khi khán giả